Hôm nay Jam sẽ chia sẻ cho các bạn học sinh sinh viên các bước make up siêu đơn giản để sở hữu một gương mặt tươi tắn khi đi học nha. Đầu tiên là mình bắt đầu với kem dưỡng da Jam Blueberry Brightening Tone Up Cream, được chiết xuất từ quả việt quất, một trong những loại trái cây giàu dinh dưỡng nhất hành tinh. Thoa một lớp màu nhẹ thôi là được. Bước thứ hai thì mình sử dụng kem chống nắng Jam X&C Sunblock, vừa nâng tông vừa chống nắng vừa dưỡng da. Đây là một lựa chọn hoàn hảo cho các bạn học sinh khi đến trường. Bạn nhớ chiết phần kem ra nhiều vùng rồi thoa từ từ nha. Kem mỏng, nhẹ, không có cảm giác bết rít luôn. Bước thứ ba, cho đôi má hồng hồng đáng yêu về em phấn má hồng Jam Styling Love Blusher, một sản phẩm vừa ra mắt tại nhà Jam. Em này có kết cấu dạng nến siêu mịn với tông màu hồng cam san hô, có nhũ nhẹ, tăng khả năng bắt sáng, mang lại gương mặt tươi tắn và tràn đầy sức sống. Và cuối cùng là thêm chút son cho gương mặt tươi tắn nha. Trong bộ sưu tập son Jam Velvet Lipstick thì các bạn có thể lựa chọn gam màu 04 hồng đất cho đôi môi thêm hồng là đủ. Với các bước make up này thì bất chấp mọi giám thị luôn, vừa tươi vừa xinh mà không hề bị lộ. Inbox ngay cho Trang để sở hữu sản phẩm nhé.